Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 7 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Biểu dương 66 tập thể, 56 cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các chỉ số quản trị công của tỉnh. Một học bác trong chương trình thời sự thứ tư tuần này có phóng sự Công an Quảng Nam với phong trào thi đua yêu nước. Thưa quý vị, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh long trọng tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiêu biểu năm 2023. Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Việt Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và 66 tập thể, 56 cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào lao động sản xuất, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 6 năm 1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra gay go ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người khẳng định, với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và ý chí kiên cường của dân ta và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lôi cuốn động viên, hiệu triệu toàn đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ để lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Tại tỉnh Quảng Nam, phong trào thi đua nước đã huy động được nhiều lực lượng tham gia, đi vào thực chất và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết của đảng. Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp, phù hợp thực tiễn của từng địa phương, đơn vị với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh và bà con nhân dân tham gia, góp phần tạo khí thế mới, động lực mới cho sự phát triển toàn diện của tỉnh và có các tác dụng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự chia sẻ và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân cùng với các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trên toàn tỉnh đã góp phần khống chế dịch bệnh COVID-19, ổn định và phục hồi nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội và xây dựng đảng năm 2022 đều đạt và vượt. Bộ mặt đô thị, nông thôn, miền núi đang khởi sắc từng ngày. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lôi cuốn, động viên và hiệu triệu toàn đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường vượt qua hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Thi đua đã thực sự trở thành một động lực cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với bài học vinh quang đó và tinh thần quyết tâm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tôi đề nghị việc triển khai các phong trào thi đua trong năm 2023 và những năm tiếp theo cần được đổi mới hơn nữa, bám sát cuộc sống hơn nữa, tạo hiệu ứng tích cực hơn nữa để thi đua thực sự trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển và để cụ thể hóa những khát vọng phát triển của quê hương. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng huân chương lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Chính phủ, danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác và lao động sản xuất, ghi nhận tôn vinh các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh vừa ký ban hành chỉ thị 11 CTUBND về cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính 3 index, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 3P, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính CPAT, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Để đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh và nâng cao các chỉ số đánh giá quản trị công của tỉnh trong thời gian đến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về mục đích của việc cải thiện chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
xác định việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện các chỉ số là nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị tỉnh, đồng thời là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị. Cải thiện và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số PA Index, CPAT, PAPI, PCI là nhiệm vụ cấp bách trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính và các chỉ số đến người dân, tổ chức và hiệp hội doanh nghiệp. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hiệp hội doanh nghiệp cho công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính và các chỉ số để việc tham gia giám sát thực hiện được đồng bộ, hiệu quả. Khuyến khích phát huy tính năng động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ dám làm của cán bộ công chức viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Sau 6 ngày diễn ra sôi nổi vòng chung kết hội thi quân sự võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân lần thứ 2 năm 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đội tuyển Công an tỉnh Quảng Nam xếp vị trí thứ 3 toàn đoàn. Vòng chung kết hội thi quân sự võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân lần thứ 2 năm 2023 thu hút sự tham gia của hơn 1.300 cán bộ chiến sĩ thuộc 33 đội tuyển. Ban tổ chức hội thi của Bộ Công an biểu dương nỗ lực cố gắng của các chiến sĩ vận động viên, đặc biệt là đơn vị đăng cai tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ hội thi. Quá trình tổ chức hội thi thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung chương trình theo kế hoạch của Bộ Công an, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Các thành viên ban giám khảo chấm thi khách quan, công tâm, chính xác. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 101 giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc. Giải nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị K02 Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Giải nhì toàn đoàn thuộc về đơn vị K01 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an Đắk Lắk và Thành phố Hồ Chí Minh. Công an Quảng Nam đạt giải ba toàn đoàn. Nhằm tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, sáng nay Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền thành phố với nhân dân 9 phường đô thị về đảm bảo trật tự đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh và nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn. Đại diện nhân dân 9 phường đô thị đã thẳng thắn cởi mở trên tinh thần xây dựng, đóng góp nhiều ý kiến xung quanh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, đặt đổ vật liệu xây dựng còn diễn ra tại nhiều nơi, người dân lấn chiếm lối thoát hiểm trong khu dân cư, tình trạng trâu bò phá rông, nhiều nút giao thông chưa được khớp nối, ảnh hưởng đến mỹ quan, đời sống người dân và gây ra tai nạn giao thông, vệ sinh môi trường tại một số khu dân cư chưa được quan tâm đúng mức. Với tinh thần trách nhiệm cao, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác trật tự đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh, xây dựng nếp sống văn hóa đô thị. Chiều nay tại Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ, đoàn kiểm tra do Sở Thông tin Truyền thông chủ trì đã tổ chức kiểm tra khảo sát kết quả triển khai thực hiện quyết định số 2114 về đề án giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận công việc giải quyết thủ tục hành chính. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ, hiện nay tại Trung tâm Hành chính công thành phố, 7 nhân viên bưu điện đã tiếp nhận 11 lĩnh vực. Các công việc được chuyển giao cho doanh nghiệp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện gồm hướng dẫn hỗ trợ tổ chức cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, thu phí lệ phí, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cả hình thức điện tử, giấy, nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong việc chuyển giao việc tiếp nhận thủ tục hành chính cho doanh nghiệp bưu chính công ích tại Tam Kỳ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt thủ tục trên lĩnh vực đất đai. Đoàn kiểm tra đánh giá cao nỗ lực quyết tâm của thành phố Tam Kỳ trong việc triển khai quyết định số 2114. Đoàn cũng đã tập trung trao đổi, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến giúp cho địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc chủ yếu tại cấp xã, phường. Chiều nay ngày 7 tháng 6 tại sảnh chính chợ trung tâm thương mại phường An Mỹ thành phố Tam Kỳ, Trung tâm tư vấn hỗ trợ hợp tác xã doanh nghiệp nhỏ và vừa Liên minh hợp tác xã Quảng Nam tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại hợp tác xã kết nối cung cầu. Hơn 10 ký kết thương mại hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đã được ký kết tại phiên khai mạc. Hội chợ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 năm 2023 với sự tham gia của 54 gian hàng mở với hàng trăm mặt hàng là sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm truyền thống của địa phương có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, đặc biệt là tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm và các quy định liên quan. Không chỉ đạt yêu cầu chất lượng và an toàn thực phẩm, hội chợ kết nối cung cầu lần thứ hai được Trung tâm hỗ trợ hợp tác xã doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức. Ngoài những sản phẩm có thể đã quen thuộc với thị trường, thì hội chợ lần này nhiều hợp tác xã, cơ sở sản xuất cũng đã tập trung đầu tư chất lượng và những dòng sản phẩm cao cấp. Với mục tiêu kết nối cung cầu, tạo điều kiện cho các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp có điều kiện giới thiệu sản phẩm mở rộng thị trường.
3 ngày diễn ra hội chợ từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6, còn có các hoạt động hỗ trợ kết nối, xúc tiến thương mại giữa các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các hộ kinh doanh với những nhóm khách hàng có nhu cầu đa dạng. Hội chợ còn là cơ hội thúc đẩy khai thác nguồn lực phát triển to lớn của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần quan trọng trong kết quả phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chiều nay, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là học bổng do tổ chức Siloam tài trợ. Trong đợt này, hội trao 69 suất học bổng với tổng giá trị trên 200 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn. Đây là những suất học bổng mang ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền và các nhà hảo tâm đối với các em học sinh, qua đó tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường. Sáng nay ngày 7 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Tây Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, Tây Giang ảnh hưởng trực tiếp hai cơn bão, đặc biệt cơn bão số 4 Noru đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, nhà ở, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp. Ước tính thiệt hại gần 23 tỷ đồng. Cơn bão số 5 làm thiệt hại nhiều nhà cửa, tuyến đường, giao thông, hệ thống điện, cây trồng, con vật nuôi, ước tính thiệt hại gần 5 tỷ đồng. Công tác khắc phục hậu quả được Ủy ban Nhân dân huyện triển khai ngay sau khi thiên tai xảy ra, kịp thời khắc phục cơ sở hạ tầng. Năm 2022, toàn huyện đã thu nộp hơn 141 triệu đồng quỹ phòng chống thiên tai. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho 15 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022. Sáng ngày 7 tháng 6, tại Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, Cục Di sản Văn hóa, Viện Bảo tồn Di tích, Văn phòng SICA Việt Nam và Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An phối hợp tổ chức chương trình tập huấn Bảo tồn di tích kiến trúc gỗ Hội An Việt Nam, di tích chùa Cầu là trường hợp điển hình. Là di sản văn hóa thế giới, là quần thể di tích kiến trúc có nhiều yếu tố nổi trội toàn cầu, Hội An tập trung những di sản kiến trúc gỗ là thành tố hữu cơ trong quần thể khu phố cổ. Trải qua thời gian với sự hướng dẫn của các chuyên gia trong nước, quốc tế, sự quản lý chặt chẽ thường xuyên của cơ quan chuyên môn địa phương, mà cụ thể là Trung tâm Quản lý Bảo tồn di sản văn hóa Hội An cùng những chủ sở hữu ngôi nhà di sản tại đây đã có những giải pháp bảo tồn quần thể đô thị cổ Hội An nói chung, bảo tồn di tích kiến trúc gỗ nói riêng rất tốt, được xem là hình mẫu trong bảo tồn di sản văn hóa này. Trên cơ sở những phân tích ở Hội An và đặc thù kiến trúc gỗ ở Việt Nam, hội thảo đã cung cấp bổ sung phổ biến nội dung lý thuyết qua những chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn di sản kiến trúc gỗ ở các địa phương ở Việt Nam và kinh nghiệm từ Nhật Bản, tham quan khảo sát thực địa công tác tu bổ di tích kiến trúc gỗ tại khu di sản văn hóa thế giới phố cổ Hội An. Chương trình tập huấn được tổ chức đúng vào thời điểm dự án tu bổ di tích chùa Cầu đang diễn ra. Ngôi nhà bao che phục vụ tu bổ di tích chùa Cầu đã được hoàn thiện, là điều kiện tốt nhất để tất cả những người tham gia tập huấn chương trình này có những quan sát thực địa trên thực tế để soi chiếu với những kiến thức được chia sẻ. Thưa quý vị, Đông Giang là huyện miền núi thuộc tỉnh, có hơn 75% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là người Cơ Tu. Theo tập quán, người dân thường sống ven sông suối tại các triền đồi có nguy cơ sạt lở. Do đó, huyện Đông Giang đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức sắp xếp ổn định dân cư thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện di dời các hộ dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Đây là khu dân cư tập trung Bến Hiên, xã Cài Giang. Khu tái định cư này được xây dựng hơn 3 hectare, tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách huyện Đông Giang. Dự án được giao Ủy ban Nhân dân huyện Đông Giang làm chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, hệ thống nước sinh hoạt, kè bảo vệ chống sạt lở, đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho người dân thôn Bến Hiên. 17 hộ dân trong vùng xung yếu sạt lở được chính quyền địa phương bố trí về nơi ở mới. Nhiều ngôi nhà mới xây dựng khang trang, kiên cố. Thì địa phương được xây dựng là hai khu tái định cư, trong đó có một khu tái định cư là Tổ Núc ở Chôm, thì có hơn là 65 hộ. Hiện nay đã hoàn thành và người dân đã về sống ổn định. Thì hiện nay thì trong quá trình năm 2020 á, thì cũng có một diễn biến rất là phức tạp là có nguy cơ là sạt một quả đồi. Thì địa phương kịp thời báo cáo lên trên thì đã kịp thời xây dựng một khu định cư mới vào năm 2022. Thì cơ bản đã di dời hết về tổng số lô của khu định cư mới thì 42 lô. Thì hiện nay đã di dời về được 17 hộ. Còn mấy hộ khác thì địa phương đang xem xét những hộ mà có nguy cơ sạt lở cao thì tiếp tục sẽ di dời các hộ đó về khu tái định cư.
để triển khai hoàn chỉnh mặt bằng dân cư tại Sa Nghiền và A San. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, chính quyền địa phương còn trực tiếp vận động người dân hiến hơn 4,76 ha đất, đảm bảo các điều kiện bố trí đất ở, đất để xây dựng trường học, các công trình giao thông, nước sinh hoạt. Hiện khu tái định cư Sa Nghiền đã được lấp đầy với gần 50 hộ, người dân đã chuyển về sinh sống ổn định, nhà cửa, vườn tược, khu sản xuất, chăn nuôi đều đảm bảo. Mặc dù biết là cái việc về cái nơi mới nó tốt, nhưng cái cũ người ta vẫn không bỏ được. Và sau này dần dần thuyết phục, bởi vì cái hướng tới là dù sao đi nữa, mặc dù bước đầu nó còn khó, nhưng mà nơi nào đi nữa thì đặc biệt đối với nơi mới là luôn là cái nơi tốt hơn. Và cái khu vực này thì hiện nay hệ thống nó rất là ổn, từ là mặt bằng đến điện, đường nội bộ, rồi nước phục vụ ngay trong dự án. Sau nhiều nỗ lực vận động đưa người dân đến nơi ở mới, đến nay Đông Giang đã hoàn thành 4 khu tái định cư gồm A Chôm, Tu Núc, Bến Hiên, xã Cài Giang, Sa Nghiền và A San 1, 2, xã Già Hôn. Về nơi ở mới, những lớp mẫu giáo, tiểu học đã rộn rã tiếng đọc, tiếng hát, những mái nhà khang trang, những con đường bê tông được nối dài cùng nụ cười hạnh phúc của người dân trên vùng đất mới. Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có lúc sôi nổi, cũng có lúc thầm lặng, nhưng dấu ấn của lực lượng công an luôn được ghi dấu bằng nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp có ý nghĩa vào sự phát triển của quê hương, giữ gìn bình yên trên mọi miền quê xứ Quảng. Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Công an tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước cao điểm bắt đầu từ ngày 5 tháng 6 năm 2022 đến ngày 19 tháng 5 năm 2023. Tổng kết phong trào, Công an tỉnh được Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen, động viên trong các hoạt động phong trào. Với hàng loạt sự kiện trọng đại quy mô quốc gia, khu vực được tổ chức, Công an tỉnh đã bảo vệ tuyệt đối an toàn. Công an các cấp cũng đã xử lý kịp thời nhiều vụ việc nóng, vô hiệu hóa các thông tin xấu độc, sai sự thật, khắc phục được nhiều lỗ hổng bảo mật cổng thông tin điện tử của các cơ quan tổ chức. Lực lượng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, cả về pháp luật, về nghiệp vụ, về khoa học kỹ thuật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, cùng với các lực lượng của Công an tỉnh Quảng Nam giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, công an các địa phương đơn vị trong tỉnh đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, bám sát chủ đề với những chỉ tiêu cụ thể sát với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm tình hình địa bàn. Tiêu biểu là tổ đề án 06 của Công an tỉnh với dấu ấn là đợt cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm 2020. Công tác triển khai cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử tại địa bàn các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa được triển khai hết sức tích cực. Bất kể những ngày nghỉ lễ, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an đã lặn lội đến từng giường bệnh, từng nhà người ốm đau, già yếu nê đơn ở các thôn bản xa xôi để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử với quyết tâm xuyên ngày xuyên lễ. Mới đây nhất, Giám đốc Công an tỉnh đã giao cho Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã thành lập tổ công tác và hỗ trợ giúp bà con Quảng Nam xa quê tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện làm căn cước công dân, định danh điện tử, giúp nhân dân được hưởng những tiện ích của chuyển đổi số, công dân số, thể hiện quyền và trách nhiệm của người công dân. Qua đó lan tỏa hình ảnh lực lượng công an quê nhà, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu vì nhân dân phục vụ. Và làm xuyên ngày, xuyên đêm, xuyên lễ với tinh thần như vậy, đặc biệt là những cái địa bàn mà vùng núi đi lại khó khăn, anh em phải đi hàng nhiêu giờ đồng hồ vào những thôn bản, những cái địa bàn xa xôi hiểm trở. Với tinh thần đó thì cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, đặc biệt là lực lượng công an cả sở trên địa bàn toàn tỉnh sẽ quyết tâm nỗ lực phấn đấu để chúng ta sớm là hoàn thành cái chỉ tiêu nhiệm vụ của Trung ương giao, cũng sớm để cán bộ nhân dân, đặc biệt là người dân được hưởng những cái tiện ích của công dân số, hưởng tiện ích của cái căn cước công dân gắn chip, hưởng được cái tiện ích của cái định danh điện tử. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, Công an tỉnh được Chủ tịch nước
Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen, động viên trong nhiều hoạt động. Ngoài ra có 413 lượt tập thể, hơn 1.800 lượt cá nhân trực thuộc Công an tỉnh được các cấp khen thưởng, 8 tập thể và 9 cá nhân được Bộ Công an tuyên dương tôn vinh điển hình tân tiến. Đó là những ghi nhận xứng đáng cho sự nỗ lực của từng cá nhân, các chiến sĩ công an đến toàn thể lực lượng lãnh đạo đã cụ thể hóa lời hiệu triệu thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự, chính trị xã hội, giữ vững sự bình yên cho nhân dân. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây xin kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp sau đây là những thông tin dự báo thời tiết trong 24 giờ tới do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp.